Hello anh em, khách hàng mình đến để trải nghiệm dòng máy rửa xe Osaka. Nghe 1,6 triệu khách tới để mua. Giờ bên mình cũng đang trong giai đoạn cuối năm thì cũng đang tiếp rất là nhiều vị khách tới để trải nghiệm mua những dòng máy rửa xe phụ gia đình cuối năm thôi. Máy Osaka thì nó có thể điều chỉnh áp và công suất là 2008, dây dài 15 m. Ở cũng lớn như là trong hình nha, có khớp nó dài luôn. Ở phân khúc này là thật sự là máy giá rẻ luôn nha anh em. Nó là máy giá rẻ. Chính xác là đánh bay Corona trong mùa dịch luôn anh em. Rồi. Ở phân khúc máy rửa xe mà chỉnh áp giá tầm công suất 2008, giá tầm 1,6 triệu thì rất là ít có sản phẩm nào có thể là phụ được, cạnh tranh được về cái con này nha. Máy bảo hành 12 tháng, nếu anh em nào có nhu cầu quan tâm thì ủng hộ bên mình nha. Có điều chỉnh áp luôn, cảm ơn anh em ạ.